Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai bằng hình thức họp tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều đại biểu Quốc hội đã chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua và đặt ra vấn đề cần thêm cơ chế chính sách trong công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đánh giá cao việc thay đổi tư duy phòng chống dịch từ Zero COVID sang thích ứng linh hoạt, hiệu quả. Tuy nhiên, tại nghị trường sáng nay, nhiều đại biểu cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, đợt chống dịch COVID-19 vừa cho thấy năng lực điều trị thực sự của ngành y tế chưa mạnh, chính sách cho y tế còn chắp vá, dẫn đến nhiều bất cập. Tôi nói thí dụ như cái vấn đề xét nghiệm, nếu như chúng ta phân công rạch ròi để cho bảo hiểm làm cái việc đó cùng với cơ chế đấu thầu chặt chẽ từ trước tới giờ, lựa cái giá thấp nhất thì chắc chúng ta không có tình trạng loạn giá xét nghiệm xảy ra đâu ạ. Và đồng thời là gì, chúng ta đã thiếu, chúng ta đã yếu, nhưng chúng ta đôi khi là gì lại bỏ quên cái lực lượng y tế tư nhân. Tất cả những gì chúng ta đã phải trả giá trong thời gian vừa qua chính là cái hệ quả để lại khi mà hệ thống y tế của chúng ta chưa đủ mạnh. Mà chưa đủ mạnh thì bên cạnh cái lỗi của mỗi người, cái lỗi chủ quan thì còn có cái lỗi của chủ trương, của chính sách. Tại sao các cơ sở y tế tư nhân dường như còn đứng ngoài cuộc khi mà các cơ sở y tế công lập, đội ngũ y bác sĩ lại quá sức, quá mỏng trong cuộc chiến chống Covid này, vân vân. Vậy chúng ta đang thiếu nguồn lực hay còn thiếu cả cơ chế chính sách và giải pháp phù hợp mà chính nó sẽ tạo ra nguồn sức mạnh nội sinh ở nơi nhân dân? Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch tại các địa phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng một bộ phận cơ sở còn lơ là, chủ quan chống dịch nhưng có nơi lại quá cứng nhắc, lạm quyền với dân. Có nơi còn quá cứng nhắc, lạm quyền trong cách hành xử với người dân, gây bức xúc trong dư luận như việc một số cán bộ địa phương và nhà dân bắt ép một phụ nữ làm xét nghiệm COVID. Những trường hợp nêu trên tuy không phải là phổ biến nhưng đã tạo ra hình ảnh phản cảm, phần nào là mất uy tín của chính quyền. Thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hầu hết các đại biểu ủng hộ quan điểm của chính phủ, đó là phải thay đổi tư duy và cách chống dịch theo hướng quản lý rủi ro, không theo đuổi chính sách không COVID, thích ứng an toàn và lâu dài với COVID-19. Các đại biểu đề nghị chính phủ tổng rà soát lại tất cả các cơ chế chính sách vừa qua để bảo đảm phục hồi kinh tế xã hội gắn với kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Về chỉ tiêu GDP năm nay là 3-3,5% và năm 2022 là 6-6,5% là khó, cũng cần đánh giá thận trọng hơn trong bối cảnh dịch vẫn đang tác động sâu rộng. Giải pháp trọng tâm thời gian tới, đề nghị Quốc hội Chính phủ cụ thể hóa kết luận 14 của Ban Bí thư và kết luận Hội nghị Trung ương khóa 13, đặc biệt là bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm để phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ. Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện nghị quyết 128 thích ứng an toàn để phục hồi phát triển kinh tế, một số đại biểu cho rằng doanh nghiệp đề nghị nâng mức trần giờ làm thêm lên 400 giờ mỗi năm để có thể kịp thời bù lại các đơn hàng bị chậm cho đối tác. Đồng thời tăng thu nhập cho người lao động, các doanh nghiệp thiết tha mong muốn Quốc hội và Chính phủ có văn bản sớm cho việc này, bằng không doanh nghiệp rất lo lắng vì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đình chỉ sản xuất do quá giờ làm thêm. Về mục tiêu GDP năm 2021 là 3-3,5%, một số đại biểu cho rằng khó đạt được bởi năm 2020 khi dịch tác động chưa mạnh như năm nay, nhưng GDP chỉ đạt 2,91%. Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng năm 2021 trong quá trình chống dịch đã bộc lộ sự yếu kém của cán bộ một số nơi từ nhận thức, hành vi, ứng xử không đúng về pháp luật, đạo lý với nhân dân, đề nghị các địa phương có cán bộ sai phạm phải xử lý nghiêm. Về chỉ tiêu GDP năm 2022 là từ 6-6,5% cũng cần đánh giá thận trọng hơn trong bối cảnh dịch vẫn còn đang tác động sâu rộng. Từ đó đề nghị giải pháp cần ưu tiên nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cao. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm cụ thể hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương tiếp tục xây dựng chỉ đốn Đảng. Đặc biệt kết luận số 14 về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có như vậy thì mới phát huy được cái tính năng động sáng tạo của cán bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị sửa đổi thể chế, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất, ứng dụng công nghệ tiết giảm bộ máy, nhân lực, dành nguồn lực cho phát triển. Cơ cấu lại nguồn vốn, đặc biệt là đầu tư công, tập trung vào công việc trọng điểm, dang dở để hoàn thành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Minh Quân, 48 tuổi, giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng tội danh này, cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lợi, 35 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã thông đồng cấu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Hành vi của hai bị can Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi được cho là gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Chuyển sang những nội dung khác. Số ca mắc COVID-19 cả nước đang gia tăng trở lại trong hơn một tuần gần đây. Vào tối qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có hai huyện chuyển cấp độ dịch từ vàng sang cam, tức là chuyển từ vùng nguy cơ trung bình sang vùng nguy cơ cao. Huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè là hai địa phương chuyển màu cấp độ dịch. Riêng tại huyện Nhà Bè hiện có 770 ca F0 đang được cách ly và điều trị tại nhà, trong đó có 395 điểm dịch hộ gia đình, 19 điểm dịch cộng đồng. Hầu hết các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân dương tính làm việc tại các khu công nghiệp và cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhà Bè có nhiều khu công nghiệp, lại có cảng biển, biến động dân cư cao nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh COVID-19 sẽ rất cao. Đây cũng là áp lực chung đối với các quận huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có 13 trên 22 địa phương cấp độ 1 chiếm 59%, 7 trên 22 địa phương cấp độ 2 chiếm 32% và 2 trên 22 địa phương cấp độ 3 chiếm 9%. Trước đó, từ thời điểm thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội đến ngày 6 tháng 11, trên địa bàn thành phố chỉ phủ toàn màu xanh và vàng, thì đến nay đã thêm màu cam. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa kích hoạt lại bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới trên địa bàn liên tục tăng cao trong 3 tuần qua. Ngày 3 tháng 11, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Đất Đỏ tái hoạt động sau 2,5 tháng tạm nghỉ. Hai ngày sau khi tái hoạt động, cơ sở này tiếp nhận 98 bệnh nhân. Thực tế thì tình hình nhân sự thì bây giờ thì chỉ có 160 nhân viên thôi. Nhưng mà vừa làm công tác điều trị, vừa là cấp cứu, vừa đi tiêm ngừa, vừa chống dịch và truy vết. À, bây giờ phải đảm nhiệm luôn hai cái cơ sở điều trị của huyện Đất Đỏ này. Chính vì như vậy, đơn vị cũng lúc nào trên tinh thần sẵn sàng tất cả mọi thứ để mình tinh thần hoạt động để phục vụ và đảm bảo cho cái việc phòng chống dịch là trên hết. Ngày 5 tháng 11, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Châu Đức cũng vừa hoàn tất để có thể tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 6 tháng 11. Trung tâm Y tế huyện Châu Đức bố trí 6 bác sĩ, 20 điều dưỡng làm nhiệm vụ tại đây. Lúc trước chúng tôi cũng đã có điều trị, một cái cơ sở điều trị ở Sông Cầu. Sau khi mà đưa vào hoạt động, thì ở Sông Cầu là 100 giường. Và chúng tôi cũng đã triển khai tổ chức điều trị F0. Và từ đó thì chúng tôi có kinh nghiệm để mà áp dụng vào trong cái cơ sở mới này. Giữa tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh đã sẵn sàng kế hoạch kích hoạt lại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Đến nay, đã có thêm 5 bệnh viện được xây dựng, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, nâng tổng số bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh hiện nay lên 8 cơ sở. Tuyên Quang là tỉnh miền núi đang gặp nhiều khó khăn trong chăm sóc khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi dịch COVID-19 xuất hiện, các cơ sở y tế tư nhân đã phát huy vai trò, đồng hành cùng hệ thống khám chữa bệnh nhà nước trong phòng chống dịch. Đặc biệt, sự xuất hiện ngày càng nhiều các cơ sở y tế tư nhân có đầu tư lớn về quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện công, đồng thời tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn dịch vụ khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Hôm qua, ngày 7 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Y học Việt đã khai trương và đưa vào hoạt động phòng khám Đa khoa Hùng Vương Tuyên Quang với quy mô 100 giường bệnh, có khả năng tiếp nhận 300 lượt khách hàng khám mỗi ngày. Phòng khám có 6 chuyên khoa, gồm chuyên khoa tai mũi họng, nhi, nội, ngoại, răng hàm mặt, sản phụ khoa. Cùng với chuỗi siêu thị Hùng Vương Mát, hệ thống trung tâm tiêm chủng, trung tâm cấp cứu 115 cùng với trang thiết bị y tế hiện đại. Việc mở cái phòng khám vệ tinh như thế này được xem như là một cái cánh tay nối dài. Và càng dài thì cái khoảng cách giữa khách hàng, người bệnh với bệnh viện, với nhân viên y tế sẽ càng ngắn hơn. Và cái khoảng cách đó càng ngắn thì cái hiệu quả khám chữa bệnh
càng được tăng lên. Theo lãnh đạo Sở Y tế Tuyên Quang, thời gian gần đây, hệ thống y tế tư nhân đã thể hiện rõ vai trò của mình, đồng hành cùng ngành y tế địa phương trong công tác khám chữa bệnh. Việc các cơ sở y tế tư nhân đầu tư lớn về quy mô, cơ sở vật chất đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện công, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Trong cái tình hình dịch bệnh COVID hết sức phức tạp như hiện nay, ngành y tế tỉnh Tuyên Quang thấy rằng là sẽ có thêm một cái tổ chức, một cái lực lượng thêm nữa để giúp cho coi như là người dân và cộng đồng trên địa bàn, ví dụ như là giúp cho thực hiện cái việc mà truy vết, rồi cái việc mà đặc biệt là hỗ trợ trong cái việc mà tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Mô hình phòng khám vệ tinh mà Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đang áp dụng không chỉ giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được tiếp cận nhanh với công nghệ khám chữa bệnh tiên tiến, mà trong thời điểm này, phòng khám sẽ chung tay cùng hệ thống y tế địa phương triển khai kịp thời công tác dịch tễ trong phòng chống dịch COVID-19.